Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình lại làm video về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn. Làm sao mà cho nó được cái năng suất nó cao nhất ha. Cũng như là chia sẻ cho những cái người bạn nào mới trồng á, thì các bạn có thể là xem tham khảo ha. Vì cũng có một số bạn là hỏi mình là bạn trồng bí mà cái lượng trái ở trên cây của mình nó rất là ít, thậm chí là nó không có ra trái luôn, kêu mình chỉ ra cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục. Thì cái nguyên nhân thì nó có hai cái nguyên nhân nha các bạn ha. Thì như trước là mình chia sẻ đó, là do bí của mình là nó ảnh hưởng của là bọ trĩ ha, là từ giai đoạn là từ 10 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi đó, mà mình không có xịt phòng này nọ là nó bị thung đọt và nó sẽ không có trái nha các bạn ha. Nó hạn chế, ví dụ như là một giây của nó là tầm 1 đến 2 trái thôi, thậm chí là nó không có luôn nha các bạn. Cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái thứ hai của nữa là mình trồng cái kích thước nó bị sai, có nghĩa là cái khoảng cách á, là cái khoảng cách đúng của nó là thông thường là từ 5 đến 6 tấc ha, trong một gốc ha. Mà các bạn trồng gần quá là cái mật độ mà ở trên cái bí của mình các bạn thì nó quá dày. Những cái lượng lá như thế này nè, nó thì nó rất là dày và nó rất là rậm rạp. Thành ra bí của mình á, là nó không có quang hợp được. Về cái về cái cách mà khắc phục của các bạn thì có rất là nhiều cách. Đối với cái cách một á, là đối với bí của mình mà nó bị bọ trĩ á, thì mình có thể là mua những cái thuốc mà xịt phòng bọ trĩ ha. Ví dụ như là ơ ma thông nè, rồi bê răng nè, rồi có là hoặc là gối ram nè, nó nói chung là rất là nhiều gối để mình xịt phòng ha. Thì các bạn có thể là xem lại những cái video cũ của mình để mà các bạn có thể là biết được ha. Còn riêng về cái phần hai á, mà mình lỡ trồng mà nó quá gần, nó quá rậm rạp á, thì mình có thể là mình lấy cái kéo các bạn, mình tỉa những cái tán lá này bớt nè, để cho những cái bông như thế này nè, nó thì nó có thể là quang hợp được ha. Đó, thì song song đó thì mình cũng phải là kết hợp là mình bón phân cũng như là phân bón lá ha. Thì cái phân mà mình bón định kỳ là cái phân là 20-20-15, cái phân đó là mình bắt buộc rồi. Còn đối với cái phân mà bón lá ở trong trường hợp mà bí của mình mà nó không có quang hợp được á, mình phải tỉa những cái tán lá này nè, đồng thời là mình phải xịt cái phân bón lá là của nước ngoài các bạn, phân bón lá 10-60-10 nha các bạn ha. Đó, và sau những cái ngày sau thì mình có thể là mình xịt phòng, mình xịt dưỡng lại cái thằng Atonit cộng với thằng là 101 ha. Thì nếu như bạn không có tìm được cái loại thuốc đó thì bạn có thể là xịt những cái loại thuốc khác, ví dụ như là Power F95 ha, để nó tăng trưởng cái độ mà cái độ trái của mình các bạn, thì nó có thể là nó dưỡng nó to hơn một tí nữa, nó kết hợp luôn. Nó thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái phần là bí của mình mà nó ít trái nha các bạn. Nó thì các bạn có thể là tham khảo ha. Bí nó ít trái là do là những cái nguyên nhân đó, thì do đó thì mình khi mình trồng các bạn thì các bạn lưu ý về cái khoảng cách. Cái khoảng cách nó rất là quan trọng luôn. Thì thông thường là mình trồng là 6 tấc ha, trong một gốc và clip là nó phải là tầm là phải 3 mét thì nó mới là chuẩn nha các bạn. Thì nếu như bạn đất ít như mình á, thì các bạn có thể là trồng gần lại một tí cũng được, nhưng mà đến cái ngày mà nó gần ra bông như thế này, nó ra nụ như thế này nè, thì mình có thể mình tỉa những cái tán lá bớt nó để cho bí của mình đó các bạn, nó quang hợp được. Và cái lượng chèo ở trên cái dây bí của mình, nếu như mình trồng gần á, thì mình cũng có thể lấy là từ 2 đến 3 chèo cho một gốc thôi, chứ mình không có lấy nhiều. Và khi mà bí của mình mà nó bò tầm khoảng đâu là 1,5 m đến 2 m đó các bạn, thì mình có thể là mình bấm đọt cho nó ha, bấm đọt chèo chứ không phải là mình bấm cái đọt chính ha. Bấm đọt chính là mình bấm trong cái khoảng thời gian là nó tầm là 22 ngày tuổi nha, là cái lúc đó là bí của mình là nó tầm khoảng là 7 đến 8 lá gì đó. Mình có thể đọt cái đợt 1 cho nó ha. Hôm nay là mình nói chuyện nó cũng hơi không có rõ nha các bạn, cũng đang bệnh đó các bạn, các bạn nghe thông cảm ha. Còn đây là cái vườn bí của mình đang trồng. Thì các bạn mà đăng ký kênh của mình thì chắc cũng bạn cũng đã xem rồi, từ cái giai đoạn đầu luôn là mình bắt đầu trồng cũng như là tới thời điểm này luôn á, là hiện tại là mình đang trồng cái giống là Hưng Nông 368. Cái giống này thì thời gian thu hoạch cũng như là mình chia sẻ rồi đó, thì nó tầm khoảng là 70 ngày ha, là mình có thể là mình hoạch được. Thì giống này thì nó mình cũng xịt dữ lắm luôn, nhưng mà nó cũng còn bệnh nha các bạn ha. Bí này nó cũng bắt đầu ra chớm nụ hết ha, nó ra những cái chuẩn bị nó ra những cái bông các bạn. Đây,
Ở đây thì mình có hệ thống ống ống nước mình tưới luôn, mình tưới cho nó đều các bạn. Nhưng mà lúc bữa giờ thì trời mưa các bạn nên mình cũng không có tưới nữa. Bí này thì mình trồng thì nên trồng vào những cái tháng nắng thì nó sẽ là hiệu quả hơn. Trồng những cái tháng mưa này các bạn, giá bí thì nó cũng có thể là nó cao hơn một tí, nhưng mà trồng nó rất là dễ bệnh luôn. Cái bệnh mà nhất đó là cái bệnh bọ trĩ ha, với lại là cái sương mai. Cái sương mai ở trong cái mùa mưa nó hay bị lắm các bạn. Đó, thì lưu ý là các bạn có thể trồng vào những cái tháng nắng thì nó hạn chế bệnh hơn. Đó, đó là chia sẻ của mình. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem sơ về cái vườn bí của mình ha. Thì bạn nào mà có câu hỏi nào mà liên quan tới bí á, thì các bạn cũng có thể là bình luận trong kênh của mình ha, để mình có thể là mình rep bình luận cho các bạn. Vì hiện tại là cái kênh của mình là rất là nhiều bạn đang trồng bí rồi, thì các bạn có thể là tham khảo ha. Hiện nay là chia sẻ cho bạn về cái vấn đề là bí nó ít trái ha. Cũng như là phân là mình cũng đã chia sẻ cho bạn rồi, bón phân thúc cho nó là phân 20-15 đó, phân đầu trâu các bạn. Các bạn có thể chọn ha. Rồi video quay tới đây thôi nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mà gần nhất của mình nha.